là bánh trắng mịn. Bánh cuốn làng Mễ là như thế nào? Chính là như thế này này. Nhìn đẹp mắt, cuộn tròn ôm nhân. Bánh cuốn Mễ dở, chưa dở đã ngon. Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Đi theo câu ca đến với mảnh đất Hưng Yên, ta sẽ gặp được bao điều gây thương nhớ. Ngắm phong cảnh nên thơ, nghe tích truyện cổ hấp dẫn, thưởng thức những làn điệu dân ca thiết tha, mê đắm. Bốn mùa hoa trái ngọt thơm, hành trình tuyệt đẹp đó còn có hương vị của món ngon Mễ sở. Lá bánh cuốn vừa đẹp vừa ngon của làng khiến ai cũng thấy thật khó quên. Bánh tôi làm từ ngày xưa, truyền thống ngon, cho nên là bánh cuốn Mễ sở đi đâu cũng có tiếng. Bánh cuốn này là từ đời xưa và truyền lại cho chúng tôi. Đến bây giờ tôi là bốn đời làm bánh rồi. Đấy, và bánh cuốn ở Mễ sở thì nó khác với mọi vùng miền, là bánh cuốn quận là làm bằng thịt băm và thịt lạc ngon và quận tròn lại. Bánh cuốn Mễ sở là một phiên bản hoàn toàn đơn giản mà lại rất lạ. Công thức của làng Mễ có gì đặc biệt mà bánh cuốn lại cuốn như vậy? Gạo tôi chọn gạo ngon, sạch sẽ, trắng bóng và không có sạn. Cho vào ngâm, xong rồi bắt đầu thời gian ngâm đã đủ được thì chúng tôi xay, xay thật nhỏ. Nếu mà không nhỏ thì chúng tôi sẽ dây qua. Xay xong là chúng tôi sẽ vào tráng thì là chúng tôi trước tiên là cho muối. Xong rồi chúng tôi hòa bột và điều chỉnh bột bằng nước, thêm nước cho nó vừa đủ. Trước tiên tráng bánh thì chúng tôi phải đong bột, đong từng gáo một cho nó đều nhau. Thế và chúng tôi đưa lên cho vào cổ lồi tráng thì tay và tráng đều, nhanh tay và tráng thật mỏng. Xong đậy vung vào khoảng 1-2 phút là chúng tôi sẽ lấy ra. Khi lấy ra cái bánh nó thật trong, nhìn trong suốt và có mùi thơm của gạo thì cái bánh đó, lúc đó là đã đạt tiêu chuẩn. Tráng bánh xong thì chúng tôi sẽ mang ra và ngồi quận, khi quận cái bánh thì chia thịt nó đều. Đặc sắc của cái nhân bánh của chúng tôi là thịt đẹp ngon, băm thịt nhỏ thế và cho một tí hành vào phi lên cho nó thơm. Chỉ có bột gạo xay mịn, thêm chút muối mà tráng thành là bánh tròn nõn nà, trắng trong, dày mà rất dẻo. Mỗi lần người thợ mở nắp vung nồi tráng là như có một món quà xuất hiện. Lá bánh ra lò, xếp chồng lên nhau, cả chồng cao vẫn không bị dính bánh. Nghề bánh cuốn này 40 năm của tôi thì mang lại cho gia đình được ấm no hạnh phúc, vẫn yêu nghề, quý nghề. Còn mình nghĩ là mãi mãi bao giờ không làm được nữa thì thôi. Dân làng chúng tôi rất yêu quý và tự hào đã có một cái thương hiệu làng nghề bánh cuốn Mễ sở. Món bánh thơm ngon của vùng đất Văn Giang được lưu giữ và coi trọng như tài sản quý của quê hương. Nghề qua nhiều đời vẫn luôn được dân làng yêu và gắn bó mãi mãi. Hình ảnh thức quà quê, dư vị món ngon ấy cứ làm lòng người lưu luyến. Nhớ về Mễ sở, nhớ tấm bánh chưa giờ đã thơm.